tao thích cái thư thật. Nên là những cái chuyện như ngày hôm nay ấy, mày cứ làm quen dần đi là vừa. Bởi vì sau này mày với Thư hết hợp đồng rồi, tao múc luôn thôi. Thư với tao không làm màu, còn quả nhã của mày ấy, nói chuyện thớ lợ không ngửi nổi. À mà sao tao cứ thấy nó quen quen nhỉ? Mày thì ai mà chả quen. Quen thật. Nhưng nói chung ấy là vẫn không chấp nhận được. Ai đời nhân tình gặp vợ mặt cứ cân cân nhơn nhơn. Mày cũng nhân nhân đi với vợ tao đấy thôi. Đùa ai thật đấy hả mày? Mày đi với gái ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật, mà Thư đi với tao mẹ khó chịu. Mày lên giường với cả cái nhã ấy, thì mày nghĩ Thư là quan hệ hợp đồng. Còn lúc Thư đi với tao, mày lại ngay lập tức nhớ ra, à đây là vợ mày. Thế mày nghĩ gì đấy? Mày nghĩ kiểu gì? Mày mâu thuẫn đấy. Tao đã làm hợp đồng cho mày với cả Thư nhá, nhưng tao biết rõ từng cái điều khoản trong đấy. Mày với Thư ấy chỉ là đối tác, là đồng minh, chứ không phải mối quan hệ kiểu mày là cửa trên, còn Thư nó là cửa dưới. Cho nên mày phải nhớ, không chỉ có mày mới có quyền phá lệ, còn Thư thì lại không. Ừ, tao điên thật rồi. Tao đang điên thật rồi đó. Mày đừng mà núp nhà tao nữa. Nhà mày cháy lâu rồi mà. Đến lượt tao đốt à? Tao đang điên thật rồi đó. Mày đừng mà núp nhà tao nữa. Nhà mày cháy lâu rồi mà. Đến lượt tao đốt à? Mày không điên đâu. Mày chỉ tham thôi. Tham như mày thiên hạ không thiếu. Biết rồi đấy. Tham thì thâm, không cẩn thận chạy vào ô bất lực. Ôi, cô nốt cho qua con Trăng này đi. Hết hợp đồng ấy, thanh lý con Nhã ngay cho tao nhờ. Ơ, hôm nay ngày mấy rồi? Ngày mấy làm gì? Này, lại nhỡ nữa à? Vừa vả vừa vẩn. Sinh nhật của Thư. Quan tâm thế? Tưởng là sắp ly hôn. Bố mới chuẩn bị nhảy vào hôi của đến nơi rồi đấy. Quan tâm gì?